Chào tất cả bạn, hôm nay Tiếng Trung VN sẽ quay trở lại với các bạn với cái chuyên đề về các bộ thủ chữ Hán. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học viết bộ nhất và học nhớ bộ nhất. Nhất thì chính là số 1, các bạn viết cùng mình nhé. Thứ nhất, bạn sẽ gạch là một gạch như thế này, gạch ngang như thế này. Người ta gọi là Y hay gọi là nhất, nhất tức là số 1 đó. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các cái biến thể của nó từ bộ nhất ra các chữ ra làm sao. Chữ thứ nhất mình muốn hướng dẫn các bạn đó là chữ đinh. Thì các bạn làm như sau. Các bạn kè này, kéo ra. Như này người ta gọi là bộ đinh. Bộ đinh, đinh tức là cây đinh hoặc là họ đinh. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một chữ khác. Đó là chữ thất chẳng hạn. Thì các bạn viết như này. Đó, bạn thấy giống số 7 Việt Nam lộn ngược. Tiếng Trung nó là chi, là thất. Thất tức là số 7. Thì cái cách viết của nó là như thế này, hoặc nét phẩy cũng được gọi là nhất nhé. Và dưới là ấu ất. Ất là số 7. Cả cái này thì chính là số 7 lượn ngược. Thì cách đọc nó là chữ quy thẳng lưỡi bất hơi chèn nặng. Đây là mặt lưỡi nhé, tì toàn bộ cái mặt lưỡi xuống hàm dưới. Chi, chí, chỉ, chi. Đó, đây chi tức là số 7. Thì tiếp tục vẫn là cái bố nhất đấy. Ta sẽ viết ra thêm một các cái chữ ra làm sao. Thứ nhất các bạn nhìn này, dài, ngắn, dài. Thì bạn có chữ gì ạ? Chữ sang. Âm Hán Việt nó gọi là chữ tam. Tam là số mấy? Số 3. Đó. Thêm một chữ nữa mình muốn hướng dẫn các bạn. Đó là cái cây ở trên mặt đất như này. Ta đọc là chữ gì? Chữ sao. Và chữ gì? Chữ thượng. Thượng có nghĩa là bên, bên trên. Cây nằm trên mặt đất là chữ thượng. Sẵn. Ngược với chữ thượng thì bạn sẽ có như này. Mặt đất đây, cái cây ở dưới mặt đất nó là chữ hạ, xẹ. Thì các có chữ xẹ là hạ. Ví dụ chúng ta trong phim Bao Trừng thì chúng ta nghe nói quỳ xẹ tức là quỳ xuống, đúng không? Chúng ta sẽ đi tiếp các chữ mà có liên quan bộ nhất. Ví dụ như này. Ngang, sổ, sổ. Chữ này là chữ nhập. Nhập tức là bao nhiêu? Nhập tức là 20. Có hai gạch đấy, tức là 20. Hoặc là chúng ta có một cái chữ nữa. Đó là chữ vạn chẳng hạn. Thì nó vẫn có cái mạch ngang của số 1 đó. Như này. Bạn đọc là vạn. Là vạn. Vạn tức là gì? Là 10.000. Yếu hoạn là 10.000. Lẻ hoạn 20.000. Sang hoạn 30.000. Ví dụ như thế. Và với người Trung Quốc thì khi nói về khối lượng từ 10.000 trở lên thì người ta không nói là 10.000 sứ chiên, mà người ta nói là ý hoạn, 1 vạn, 20.000 lẻ hoạn, ví dụ như thế nhé. Thói quen của họ là như vậy. Tiếp theo, một chữ có liên quan đến cái bộ nhất đấy. Chữ này là chữ gì? Chữ chọc. Chọc thì âm Hán Việt là chữ xú. Xú nữ, cháu mỉ, tức là cái cô gái xấu xí, đúng không? Chữ chọc có nghĩa là xấu xí. Thế CH mình cong lưỡi bật hơi chèn nặng nhé. Các bạn thử đọc này. Đầu lưỡi nó cuộn lại và hơi bật ra. Châu, 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 châu. Thì thay châu ạ. Em xấu quá, ví dụ thế, đúng không? Chúng ta có thể viết một cái câu có liên quan đến cái chữ châu này. Ví dụ nhé, nỉ này. Nỉ là em, đúng không? Thay. Anh đại có cái chấm bên trong này. Đấy. Châu. Thái chồng em xấu quá, đúng không? Nỉ thai chồng là thì thai chồng cậu xấu quá, đúng không? Đấy là mình chê bai một ai đó thì ta sử dụng cái chữ chồng đó. Vừa rồi thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn là các cái chữ có liên quan đến cái bộ nhất tức là số 1, và bây giờ chúng ta sẽ thực hành với một câu có liên quan đến cái bộ nhất đó nhé. Chú ý ý lưu sơn phận. Chú nỉ tức là chúc bạn. Chú nỉ là bạn, đúng không? Ý lù sân phong tức là thuận phong hoặc là thính an cũng được. Chú nỉ ý lù thính an. Chú có nghĩa là gì nhỉ? Chúc. Nỉ có nghĩa là gì? Bạn.
Ý lụ. Phiến an. Chu nhỉ, ý lụ phiến an. Chu. Đầu tiên ta giải quyết chữ chúc trước. Thì nó gồm một bộ gì? Bạn biết không? Đằng trước là chữ thị, tức là biểu thị. Chữ thị. Chúc ai? Chúc huynh đệ của mình. Đây là chữ huynh. Bộ khẩu, bộ nhi thì ta tạo ra chữ huynh. Huynh tức là người anh của mình. Đệ là em, huynh là anh. Chúc người anh mình làm sao? À, nỉ là bộ nhất đứng. Mịch tiểu, bạn là ai? Bạn là người quấn cái khăn lụa chơi bạn từ nhỏ. À, ý lụ, nhất lộ. Vậy chữ lộ là con đường. Con đường thì làm sao? Có túc, tức là gì? Có bước chân đi của con người. À, bước chân thì phải làm sao? Phải đi lại. Chỉ tức là như lại gần. Bộ khẩu là phải nói năng, đúng không? À, người ta đi lại gần là người ta làm sao? Nói năng. À, lụ là lộ là con đường. Chữ bình này là chữ bình, bình an. Hòa bình đều dùng được. Còn chữ an thì ở trên ta có bộ gì? Ta có bộ miên và dưới bộ nữ. Quan niệm người ngày xưa là ở dưới mái nhà mà có người phụ nữ thì mới yên ổn. Đó. Chu nghỉ ý lưu phí ngang, chúc bạn lên đường may mắn. Thì cái câu này nó có cái bộ nhất mà chúng ta đang quan tâm đến, đó là số 1 đấy, đúng không? À, trên đây thì tiếng Chu trở là vừa hướng dẫn cho các bạn một cái bộ rất đơn giản, đó là bộ nhất và các cái chữ liên quan, các cái câu liên quan đến nó, để các bạn có đủ 1.500 chữ theo cái phương án là nhớ chữ theo bộ này và các theo các câu chuyện. Thì các bạn có thể tìm mua cái chương trình học tiếng Trung online của tiếng Trung.vn đã phát hành. Chúng tôi dạy từ Hán 1 cho đến Hán 4, đủ 1.500 chữ Hán, các cái chủ đề có liên quan, 100 chủ đề nghe nói, ăn uống đi lại mua bán, rồi cả chương trình học tiếng Trung qua giáo trình 301 câu đào tạo tiếng Trung, chúng tôi áp dụng trong đó. Thì khi mà bạn có cái chương trình đó và các bạn học theo phương án đó và các bạn lại còn được cái quyền là nộp bài vào trong nhóm học tiếng Trung online và được trực tiếp tôi sẽ chấm điểm và sửa các lỗi sai của các bạn. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.